chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Shop Đồ Si. Hôm nay sẽ là một video đặc biệt, mỗi áo em sẽ sale 50k các nhá. Ví dụ cái áo giá ở trên áo ví dụ như là 250 thì sale còn 200.000. Các bác lưu ý với em ha. Hôm nay sẽ sale đặc biệt nên hôm nào bác nào mình mua áo ra là mình sẽ được một cái giá cực kỳ là rẻ và bình dân thôi các nhá. Và khi shipper giao hàng mình được mở ra kiểm tra đồng kiểm với shipper, và hàng bên em là hàng da bò màu thật 100%. Không nhá, em phải lưu ý ở gọi là đầu video luôn để bác nào mà mình lần đầu mua hàng các bác sẽ biết và các bác sẽ rõ hơn ha. Và hàng sẽ không phải là hàng da PU giúp em ha, hàng da bò khi shipper giao hàng được kiểm tra hàng thoải mái các bác nhá. Và hình thức mua hàng bên em thì các bác bắt buộc là phải cọc cho em ít nhất là 100k để em đi đơn các bác ha. Đây áo này cực kỳ xịn luôn, giá mướt đẹp rẻ các bác nhá. Và đầu tiên thì em sẽ lên cái mẫu màu xanh rêu này ha, màu xanh rêu. Dòng này thì sẽ là vừa cúc vừa khóa luôn, hai trong một cũng nha, vừa cúc vừa khóa như vậy. Màu xanh đen dáng dài. Dòng này thì sẽ dành cho bác nào mà mình cao trên 1m7 hoặc là mình thích mặc theo phong cách mà ở bên Hàn Quốc ấy. Hàn Quốc thì người ta hay mặc dáng dài, mùa đông mình đi ngoài đường thì cực kỳ chắn gió tránh rét luôn nha. Form cao trên 1m7, màu xanh rêu, chất da mướt mịn và hôm nay giá thành còn rẻ nữa các bác nhá. Tay là tay suông, đây con này tay suông. Và em phải báo trước là bác nào mình chơi gọi là kỹ tính quá thì mình không nên chơi hàng si cũng nhé. Tại vì nhiều lúc nhiều áo si thì thực sự là hàng nó qua sử dụng rồi, nó không thể tránh khỏi một số gọi là lỗ nhỏ đúng không nhé. Đây form dáng dài đây ha, 1m7 trở lên đúng không nhé. Mẫu là cao 1m65 rồi bác nha. Em con gái mà em đã cao 1m65 rồi, 1m65, nếu bác nào mình có cùng chiều cao với mẫu thì mình có thể là ước chừng. Đây, màu xanh rêu. Màu này cực kỳ đẹp và lạ mắt luôn nha. Bên trong thì sẽ lót vải dù sẽ may hình thoi như vậy. Màu xanh rêu, chất cực kỳ đẹp luôn nha. Đây, form dáng dài. Màu xanh rêu. Da, nói chung cái chất da áo này thì cực kỳ mềm mướt rồi. D150 không nhá, D150. Tay 60 này, vai 53 và lưng 80. 80 đến 90 cân. Giá là 385 và sale 50k các nhá, sale 50k size L này. Lót vải dù các nhá, lót vải dù. Bên trong một mẫu áo vest, bác nào mình thích phong cách lịch sự này, lịch lãm này, đi đám cưới đám tiệc này, đấy, sự kiện này, mình mặc mấy mẫu này thì cực kỳ là ok các bác nha. Giá rẻ đâu nhá, hàng áo vest thì cực kỳ là rẻ luôn. Da bò mềm đúng nhá, da bò mềm. Đây các bác này, đây mềm cho bác luôn nha. Tay là tay cúc như vậy em, tay cúc cổ bẻ và chỉ có một cúc thôi bác nhá, một cúc. Và sẽ có túi hộp ở dưới nhé, có túi hộp ở dưới hai bên. Đằng sau thì sẽ có xẻ như vậy. Xẻ như vậy thì mình các bác mặc thì mình sẽ tiện lợi hơn, mình đỡ bị vướng đấy. Tại vì nó xẻ như phần đằng sau như vậy, mình sẽ mặc đỡ bị vướng ha. Màu đen và form sẽ từ 1m7 đến 1m75 đến 1m8 cũng được. Form 1m7 đến 1m8 luôn nhé. 1m65 thì sẽ hơi dài. 1m65 thì dành cho bác nào mà mình người đô một xíu ha. Còn mình người gầy thì mình mặc sẽ không được đẹp đâu. Form sẽ là 1m7 đến 1m8 luôn. Còn 1m65 dành cho bác nào mà mình người đô. Và các bác phải lưu ý là mình mua hàng thường là mấy cái áo thì sẽ rất là dễ bị kích vai. Cái phần vai thì rất là dễ bị kích các bác nha. Tại vì các bác nam thì thường là mình có cái vai đô ấy. Đấy, cái vai đô. Nên mình phải lưu ý cái phần vai nha. Áo này da bò mướt cho các bác này. Cực kỳ mướt luôn. Siêu mướt cho bác luôn nha. Mua về mình có thể là giặt ủi là trước khi mình sử dụng không nhá. Và đặc biệt thì ủi bằng dòng ủi hơi nước các bác nha, không phải là dòng bàn ủi thường. Dòng bàn ủi thường dùng một cái hàng hư cái áo luôn nha. Mã là D198, tay 60, vai 48 và lưng 72, 70-75 cân, giá 350 thôi nhá, giá 350. Và áo này thì sẽ có một cái đường viền này các bác này. Người ta thêu cái đường viền này ha, chữ này, cái dòng chữ của thương hiệu áo nha. Đây hai bên luôn và sẽ có túi trong.
có túi trong, tem mác này, tem mác, áo này chắc là của Hàn quá ha. Hôm nay mỗi áo đều được sale giảm 50k các nhé, sale giảm 50k. Đó nên bác nào mình mua hôm nay thì giá cực kỳ hời luôn. Đây form này sẽ từ 1m65 1m7, 1m6 thì sẽ hơi dài túi một tí. Form đẹp của nó sẽ từ 1m65 1m7 các bác nhá, 1m65 1m7. Và dòng có mũ các nhé, dòng có mũ. Đây con này, áo da thì thường rất là ít cái dòng có mũ luôn. À, dòng có mũ và bên trong lót vải vải dù. Lót vải dù các bác ha, dòng khóa kéo và sẽ có hai cái dây ở cái phần mũ khóa này. Đây. Tay bò chun ha, tay bò chun, đây, đai bò chun ha, đai bò chun, đó, có túi nhét tay hai bên, màu đỏ có nhá, màu đỏ, đó, màu này thì mặc cực kỳ là sáng da luôn, đó, sale 50.000 nhá, sale 50k, mỗi áo giảm 50.000 các bác nhá, mỗi áo giá, ví dụ như một áo là 350 giảm 50.000, còn 300k quá ha, 300k, các bác nào mình mua trong hôm nay thì cực kỳ là hời các bác nhá, giá hời cho bác luôn. Mã là D1848 các nhá, D148, tay 63, vai 47 và lưng 60, 385 cho em nhá, 385, giảm 50.000 nhá, trừ 50k đi bác ha, 55-60 cân, 55-60 cân. Đây, tiếp tục một em áo dáng dài, dòng sơ mi ha. Một em áo dáng dài dòng sơ mi cổ bé vừa khóa và có một cúc ở trên, có một cúc cài ở trên quá ha, có một cúc cài ở trên. Form áo màu đen. Nhiều áo này thì các bác mua về các bác chỉ việc ủi là sơ qua thôi nhé, ủi là sơ qua rồi mình mặc nha. Đây, tay cực kỳ mướt xịn luôn các bác nha. Đây chất da này các bác này. Chất da đây ha. Đây. Lót bên trong này. Dòng cổ bé các nhá, dòng cổ bé form là 1m7 trở lên. Bác nào mình trên 1m7 là mình mặc sẽ đúng form của áo ha. Trên 1m7. Form trên 1m7 có ha. Form trên 1m7. Giá hôm nay cực kỳ hời, mỗi áo đều giảm 50.000. À, thương hiệu của áo này, bên trong nó vải dù ha. Đây cái thương hiệu của áo đây bác nhá. Form này sẽ là form mỏng vừa phải và sẽ mặc được hai mùa luôn, mùa đông mùa hè. Ha các ha, mùa hè thì các bác có thể là mặc một áo thôi. Còn mùa đông thì mình sẽ mặc theo kiểu áo dáng tròn, mình sẽ tròn ở bên ngoài. Và áo này thì sẽ xẻ vạt ở đằng sau. Đây, cái xẻ vạt đằng sau này thì mình mặc sẽ tiện lợi hơn ha. Mình đã bị gọi là bó áo quá đấy. Đây, mã là D137, D137, 385, tay 60, vai 48 và lưng 77, 75-80 cân. Tiếp tục lên cho một mẫu áo vest và là dòng hai cúc, dòng hai cúc cổ bẻ, form mỏng vừa phải ha các ha. Áo vest thì thường là nó không phải là dày, dày thì chỉ có dòng manto là dày các nhá, thường là dòng manto thì sẽ là dày đó. Còn cái form này thì thường là các bác mặc vest, mà mặc vest thì cái form nó sẽ là form da mặc vừa phải ha, đó, không dày luôn nhá. Đó, form này cũng là 1m7 trở lên, 1m65 thì dành cho bác nào mà mình người đô quá ha, người đô và thích mặc dài. Mẫu là 1m65 cũng nhá. Mẫu 1m65 thì sẽ mặc như vậy con này. Đó, 1m65 thì sẽ mặc như vậy ha. Và dưới thì cũng có áo này thì không có xẻ đằng sau đâu á. Không có xẻ đằng sau và sẽ có túi hai bên. Có túi hai bên, dòng hai cúc. Da mướt các nhá, da mướt đẹp cực kỳ luôn. Da mướt. Đó. Tay cực kỳ ok luôn ha. Đó, da cực kỳ xịn luôn. Giá cực kỳ rẻ các nhá, áo vest thì cực kỳ rẻ luôn. Bác nào mà mình đi đám cưới, đám tiệc, sự kiện thích mặc một phong cách gọi là lịch sự này. Đấy, mình phối với áo sơ mi nhá. Thường mấy áo vest này các phối với sơ mi thì cực kỳ đẹp luôn. Mã là D218 các nhá, tay 60, vai 48 và lưng 75, 70-75 cân, giá 350.
350 giảm 50.000 còn 300k thôi, còn được bao ship tận nơi. Được bao ship tận nơi các bác nhá. Được bao ship tận nơi. Cổ bẻ các ha. Cổ bẻ. À, lâu lâu thì bên em thì sẽ gọi là sale một đợt để cho bác mua ha. Đây, tiếp tục một mẫu áo màu nâu. Áo màu nâu ha, màu nâu. À, chất da cực kỳ dày dặn luôn, dày dặn. À, form ấm áp cho bác luôn nha. À, bên trong thì sẽ lót vải dù màu xanh. Lót vải dù màu xanh ha. Cổ này thì sẽ là cổ cao. Mình đi vào mùa đông này thì nó sẽ, khi mà mình cài cổ cao như vậy này thì nó sẽ ấm áp hơn các bác nha. Ấm áp vào mùa đông hơn. À, đi chắn gió tránh rét ha. Dòng vừa khóa vừa cúc luôn. Hai trong một các bác nhá. Hai trong một vừa khóa vừa cúc. Có túi luôn con này, túi hộp, túi trên, túi dưới đều được con nhé. Túi trên, túi dưới đều đẹp hết trơn này. À, da bò dày dặn nữa bác luôn. À, khi shipper giao hàng được kiểm tra thoải mái cho em nha. À, và trước khi các bác mua thì bác nên xem kỹ trên video để mình đỡ bị nhầm lẫn luôn nhé. À, và để chắc chắn hơn thì bác nên chụp lại cái áo mình muốn mua và cái mã của cái áo. À, chụp cái áo là một và hai là cái mã không nhé, để tránh bị nhầm lẫn các bác ha. Màu nâu. Đây là sao. Da cực kỳ dày dặn xịn luôn. May khâu thì siêu chắc chắn nha các bác nha. Đó, form sẽ là 1m7 trở lên. 1m65 thì sẽ như mẫu. Thường là mấy cái áo dáng dài thì sẽ 1m7 trở lên ha. 1m7 trở lên. Mã là D207 các bác này. D207 685 nhá. À, tay 62, vai 50 và lưng 74. 80 đến 85 cân. Đó, form này thì 70 75 đều mặc được ha. 70 đến 85 cân cũng nhé. Đây, con này sản xuất tại Hàn với em ha. Make in Korea, sản xuất tại Hàn, có túi trong. Bên trên lót vải dù và bên dưới thì lót vải ha. Đây, tiếp tục một em áo dáng dài màu đen. Form màu đen như vậy các bác nhá. Form màu đen. Chất cực kỳ độc lạ luôn. Đó, độc lạ luôn các bác nhá. Đó, tay các bác nhá, chất da tay đi các bác ha. Bóng mướt xịn cực kỳ luôn. Dòng vừa khóa vừa cúc bấm. Đây, vừa cúc bấm trên, cúc bấm dưới ha. À, có túi nắp hộp hai bên. Đây các bác này, túi nắp hộp hai bên. À, bóng đẹp cực kỳ luôn ha. Da bóng. À, form sao? À, form sẽ là 1m7 trở lên các bác nhá. Form 1m7 trở lên. Da bóng xịn. À, cổ bẻ tay suông quá ha, cổ bẻ tay suông, á, cổ bẻ tay suông, bên trong lót vải dù, mã là D67, 485 các bác nhé, 485, tay 60, vai 50 và lưng 80 đến 85 cân, à, có túi trong, rồi, để tem tác của nó đây. Đây, tiếp tục với trong một form áo nhỏ cũng nhá. Form này dành cho bác nào mình người gầy thôi. Đó, và các bác phải lưu ý phần vai, tại vì form này là form nhỏ và form cho người gầy thôi. Người gầy, người nhỏ này. Form này sẽ từ 1m6 đến 1m7 luôn ha. 1m6, 1m7. 1m65 là mặc đẹp nhất các bác nha. 1m65 mặc đẹp nhất. À, tay là tay bo chun nhá. Tay bo chun và cực kỳ là ôm luôn. Ôm sát luôn các bác nhá. Ôm sát vào tay không hề bị gọi là bị nhão nhá. Đó, đai bo chun luôn. Đây, màu kiểu màu nâu đất ha, màu nâu đất như vậy. Đó, màu nâu đất như vậy ha, cổ bẻ và khóa của nó thì phiên mặt to như vậy luôn này các bạn này. Đó, còn mới toanh cũng nhá. Đây, khóa là mới toanh luôn. Màu nâu đất không nhá, màu nâu đất cổ bẻ. Form dành cho bác nào mà mình người gầy nhá, người gầy và nhỏ không. Đây là sau. Người gầy và nhỏ. Mình áo dáng nhỏ này thì bác phải lưu ý cái phần vai ha. À, vai em này chỉ có 38 thôi. Vai 38 thôi nhá. Dành cho bác nào mà mình người thật gầy, thật nhỏ này. À, D165. Tay 62, lưng 60 và 50 đến 55 cân thôi. 485. Và trừ 50.000 các bác nhá. Trừ 50.000. Đây, Japan các bác này.
Đây, ở đây thì nó có cái hướng dẫn này. Ví dụ như là tránh nước hay cái gì gì đây này cô này, à, tránh bàn ủi. Nhưng mà các bác có thể là sử dụng bàn ủi hơi nước, và để kỹ hơn thì có thể là mang ra tiệm giặt là giặt ủi ha. Size M, sản xuất tại Japan ha. Đó. Thương hiệu Lucy, có này Lucy size M. Lâu lâu sale một đợt nên các bác tranh thủ mình chốt các bác nha. Mỗi áo đều giảm 50k. À, form này là dòng 3 cúc. À, cái cổ nó thì hơi bẻ một xíu thôi. À, cái form vest mà nó chỉ hơi bẻ một xíu như vậy thôi các bác nha. Mấy form này thì mình mặc với áo sơ mi nhé. Áo sơ mi đi sự kiện, đám cưới, đám tiệc này. À, à, form da bóng xịn như vậy các bác nha. À, form mát mặc cực kỳ thích luôn. Và sẽ có túi ở hai bên. Form này từ 1m7 trở lên các bác nha. 1m7. 1m65 thì sẽ mặc như mẫu ha. 1m65 thì sẽ mặc như mẫu luôn. Đây lần sau này. Đó. Mẫu là cao 1m65 đó nhá. Mẫu cao 1m65. Đây. Đó. Đây, da bóng xịn đẹp cực kỳ luôn cô nha, có thấy không? Cực kỳ mướt luôn nha, cực kỳ mướt. Đó. Da bò khi shipper giao hàng được kiểm tra thoải mái luôn giúp em nha. Áo này còn mới cực kỳ luôn. Em thấy độ mới siêu cao luôn nha. Đó. Mua về mặc thì rất là ok luôn. À, phần viền áo này em thấy mặc áo này lên thì cái phần vai của nó thì rất là đứng luôn, rất là đứng vai, mặc sẽ rất là đẹp luôn nha. Đây đằng sau này. Đấy, bóng mướt, độ nhăn rất là ít luôn, độ mới cao, độ mới cao ha. Đó, thương hiệu đây con này Fiction Style luôn nhá. Fiction Style. Đó, có dòng chữ ở đây ha. Đó, mã là D188 và giá 385. Đó, tay 62, vai 50 và lưng 73, 65-70 cân. Đây, ở cái phần viền này các bác thì sẽ thấy cái phần gọi là cái phần cái thương hiệu nó ấy. Thì nó sẽ có cái dọc ở đây các bác này. Đó, nguyên một miếng da, và khi các bác cào ra thì có thể thấy cái thớ da của cái áo ha. Thường cái hàng da PU thì không bao giờ có mấy cái thớ da này rồi, chỉ có hàng da thật mới có thôi các bác nha. Đó. Bên trong lót vải dù. Đây, thương hiệu đây các bác này. À, tem tác này các bác này, tem này ha. Đó. Đây, con này cũng chắc là của Hàn thôi. Đây, tiếp tục một em áo màu đen không nhá. Một em áo màu đen, form dày dặn, dòng cúc không nhá. Dòng cúc và form 1m7 trở lên. À, form này thì mình cũng mặc theo kiểu là gọi là áo dáng choàng cũng được không nhá. Áo dáng choàng cũng được, form dáng dài 1m7 trở lên. Form này cực kỳ cứng cáp luôn. À, form cứng cáp xịn cực kỳ không nhá. À, mấy bác mà mình người đô, người cao một xíu này, mình mặc áo này thì sẽ cực kỳ là tô luôn nha. 1m7 trở lên, dòng cúc cổ bẻ. À, form đẹp không nhá, form đẹp chất. À, giá rẻ luôn cho bác ha. À, vừa túi nắp hộp này, túi lắp nắp hộp và túi nhét tay luôn nhá, túi nắp hộp và túi nhét tay, và da của mình thì sẽ bóng mướt xịn như vậy. À, có thể không? Bóng mướt như vậy ha. Đây, sao 1m7 trở lên đâu nhá, 1m7 trở lên. Áo này và dày và nặng nhá, mặc vào mùa đông thì phải gọi là siêu ấm luôn. Mình mặc theo kiểu áo dáng tròn ha, áo dáng tròn. Đấy, chất dày dặn xịn cực kỳ luôn. Mình mua về mình có trải nghiệm cái áo này cực kỳ xứng đáng đồng tiền. Với cái giá chỉ có 385k và đã và giảm 50.000 nữa nhé. Giảm 50.000 và được bao ship tận nơi. À, mã là D141. Tay 60, vai 50 và lưng 82. À, 80 đến 90 cân luôn. Form này form bự này, form bự. À, 385. Thương hiệu ở đây các bác nhá, thương hiệu size L các bác nhá. Áo này là có chữ size L đây. Có chữ size L đây. À, dày dặn lắm các ơi, mua về mặc mùa đông ha. Đây, thương hiệu sản xuất tại Hàn cũng nhé, Make in Korea, sản xuất tại Hàn. Đây, tiếp tục với cho một em áo màu xanh. À, form này thì sẽ là form lỡ nhá, 1m6 đến 1m65. 1m6 và 1m65. Tay là tay cúc nhá, tay cúc bấm. Tay cúc bấm đi em ha, màu xanh.
À, màu xanh này cực kỳ đẹp và lạ mắt luôn nha. Cổ của nó thì kiểu bể ra như vậy. Đây, đó, siêu lạ luôn cô nhá. Form 1m6 và 1m65 thôi. Đó, 1m6, 1m65. Đây đằng sau này. Đó, xịn cực kỳ, 1m6 và 1m65. Đó, màu xanh nhá, màu xanh. Và đai của nó đây cô này. Đây, để em giơ cho cô xem. Đó. Và phần đai của nó sẽ như vậy cô ha. Đó. Áo này còn nhìn rất là mới cơ nhá. Nhìn rất mới xịn luôn. Màu xanh. À, màu xanh thì như vậy cũng nhá, màu xanh như vậy. Đó. Form ngắn 1m6 và 1m65 ha, 1m6 và 1m65. Rồi, các bác mua hàng các bác chú ý phần chiều cao cân nặng và cần lưu ý nhất là cái phần vai. Tại vì thường các bác nam thì rất là dễ bị kích vai luôn. Đó, nên các bác phải lưu ý ha. Vai em này chỉ có 43 thôi. Đó, tay 57, lưng 60 và 65-70 cân. Giá 350, giảm 50.000 còn 300k thôi. D142, bên trong lót vải dù còn siêu mới ha. Đây cái thương hiệu của áo đây các này. Đó, tem tag này ha. Đây, tiếp tục lên cho một áo dòng manto. Dòng manto dáng dài có dây rút eo. À, có dây rút eo. Có túi nắp hộp này, túi nhét tay này. À, túi nắp hộp, túi nhét tay và form là form dáng dài. À, form dáng dài cổ bể ha, form dáng dài cổ bể. Vừa khóa vừa cúc hai trong một luôn. Đây, form thế như vậy. À, 1m7 trở lên với em ha, 1m7 trở lên. Đây, form thế như vậy. 1m7 trở lên với em ha. Đó, 1m7 màu đen. Dày dặn luôn. Mặc vào mùa đông thì siêu ấm nhá. Mùa đông thì mình mặc choàng ở bên ngoài. Ví dụ mình mặc một cái áo bên trong và mình choàng ngay bên ngoài ha. Mùa hè thì mình mặc mỗi cái này thôi. Đó, đây, cái phần tay của nó sẽ như vậy. Mua về có chỉ việc gọi là giặt là trước khi mình sử dụng nhá. Tại vì áo là áo hàng si. Bác nào mình đã chơi hàng si thì mình biết rồi. Mình mua về mình phải giặt là trước khi mình sử dụng ha. Đây, đằng sau. Đằng sau thì như vậy. À, da xịn cực kỳ luôn nha. 385 thôi, trời ơi. Một em áo manto giá siêu rẻ, siêu hời. Thực sự nhiều shop khác người ta bán hàng manto rất là đắt. Nó đắt hơn dòng sơ mi luôn. À, nên bác nào mình mua hàng mình cũng phải lưu ý ha. Mình có thể tham khảo những shop khác trước khi mình mua hàng. À, để mình chắc chắn hơn, mình có thể mua được một cái giá gọi là ưu đãi nhất nhá. Và hôm nay đặc biệt bên em còn giảm mỗi áo 50k. À, D81, tay 57 này, vai 52 và lưng 80. 75-80 cân, bên trong lót vải dù và có họa tiết xịn. Đó, người ta tỉ mỉ từ bên trong bên ngoài các bác ha, bên trong bên ngoài. Đó. Đây, tiếp tục một em áo vest không nha, một em áo vest. Đây, áo này còn bóng xịn luôn các nha, trời ơi, mướt lắm. Các bác ơi, mướt xịn cực kỳ luôn các bác này, nhìn thấy không? Đó, em không cần phải nói nhiều, các bác nhìn ở trên video là các bác sẽ thấy. Đó, đẹp lắm các bác nha, người ta sẽ may một cái đường viền ở áo này. Đó, hàng rất VIP luôn nha, sờ mướt lắm luôn các bác ơi, xịn cực kỳ luôn, đây các bác này. Đấy, tay suông ha, tay suông và sẽ có ba cái cúc ở đây. Ba cái cúc ha. À, form thì như vậy, dòng cài hai cúc nhá, dòng cài hai cúc và sẽ có túi nắp hộp hai bên. Form 1m7 trở lên, à, form 1m7, 1m8 luôn này. 1m7, 1m8 luôn ha. Đó. Đây, form vest này, mặc đám cưới, đám tiệc sự kiện này. À, phối với áo sơ mi quần tây ha, quần tây. Hoặc là bác nào mình thích phong cách chất chất lạ lạ, mình có thể phối quần jean ha, quần jean. Rồi, da mướt xịn lắm các ơi. Mua về em này thì cực kỳ xứng đáng đồng tiền luôn nha. Đây, đằng sau này. Mướt lắm các nhá, mướt xịn luôn. Nhiều áo thì thực sự là nó có thể là bị vỡ cúc hoặc bị mất cúc thì bác chịu khó là mình mua về mình thay thế cho em nha. Tại vì hàng si thì thực sự là nhiều lúc không thể tránh khỏi một số lỗi đấy được. Cô nhắc và mua một cái cúc thì cũng không bao mất bao nhiêu tiền đâu. Và thực sự hôm nay còn sale nữa, mỗi áo giảm 50.000 cô nhé. À, mã là D219 350 này. Sale còn 5 triệu còn 300.000 thôi. À, tay 63, vai 48 và lưng 76, 70 đến 75 cân. Đây cái thương hiệu của áo đây quá ha. Bên trong lót vải dù còn siêu mới luôn. Lót vải dù siêu mới có nhá.
Rồi, tiếp tục cho một em áo form dáng ngắn, dáng ngắn, dáng nhỏ. Form này sẽ từ 1m6, 1m65. Và trước khi mình mặc thì mình sẽ kéo phần khóa tay này ra này. Đây. Đó, thì nó sẽ giãn ra, thì mình khi mà mình nhét vào tay, thường có bác nam thì phần mu bàn tay này thì nó sẽ to, thì mình sẽ kéo phần khóa này ra để mình đeo, mình mặc áo sẽ tiện lợi hơn ha. Đây, màu nâu nhá, màu nâu, nâu sô cô la ha, nâu sô cô la, dòng sơ mi. À, dòng sơ mi cổ trụ như vậy, chất độc lại, tay của nó thì sẽ có cái phần móc như vậy ha. À, rua rua này, hai bên cũng có các nhé, hai bên từ nhét tay 1m6, 1m65. Các bạn lưu ý là mình mua áo này thì mình phải chú ý phần vai ha, để mình tránh mình mặc bị tích vai. Đây, form sau này, 1m6, 1m65 mà cực kỳ đẹp form mua các này. À, form siêu đẹp luôn nha, màu nâu. À, màu nâu như vậy ha. À, hầu như mấy cái áo này nói chung là nó hơi bị nhiều áo thì nó cái tình trạng nó hơi bị nhăn một xíu, nên quốc nào mình mua về mình có thể là ủi giặt sơ qua ha, ủi giặt là, và thực sự là hàng si mà người ta sử dụng rồi nên mình mua về mình phải giặt là trước khi mình sử dụng ha. À, giặt là màu nâu sô cô la đẹp xịn. À, cái phần vai của nó này. À, đó. Áo này có mã là D135 nhá, D135, tay 62, vai 43 và lưng 60, 55 60 cân thôi. À, 485, vai chỉ có 43 thôi nhá các nhá. Tiếp tục lên trong một em áo da, áo da form dày dặn dáng dài, form 1m7 trở lên với em ha, dòng cúc bấm. Form này thì sẽ là form cứng cáp dày dặn nhá, cứng cáp dày dặn. Đó, có hai cúc nhá, có hai nước cúc. Trước khi mua hàng các bác phải lưu ý phần chiều cao cân nặng và xem kỹ trên video trước khi mình chốt hàng nhá, để tránh trường hợp mình lại hoàn hàng mất công bên em ha. Đó, mình phải lưu ý với em nhá, xem kỹ trên video. À, vừa túi nắp hộp vừa túi nhét tay luôn, form dày dặn cứng cáp. Đó, dòng cài cúc cũng nhá, form cài cúc, form 1m7 trở lên cũng nhá, 1m65 thì quăng nào là mình 10 đô 1m65 ha, còn không thì sẽ là 1m7 trở lên, 1m7 trở lên đến 1m8 luôn. Đó, đây. Đó, form dày dặn cứng cáp, tay thì sẽ có hai nước cúc, dòng là dòng cài cúc như vậy luôn nhá, dòng cài cúc dày dặn cực kỳ luôn, form dày dặn. Đây, cái thương hiệu của áo đây bác này. À, size L ha, áo size L D158 này. 385 thôi, trời ơi, xịn lắm. Hàng qua sử dụng mà mùi nó rất là nhẹ nhàng, nó không bị hôi nhá, áo không bị hôi. À, D158, vai 53 này, lưng 80 và 80 đến 90 cân. Bên trong lót vải dù may hình thoi, bên trong lót vải dù may hình thoi. Tụi bên trong một em áo cổ bẻ ha, cổ bẻ form rất là chất chơi luôn. Đó, có túi này. Đó, túi vòm vòm này. Đó, rất là chất luôn ha, độc lạ, màu đen. Và áo này thì nó bị lỗi khóa ha, các bác mua về có chịu khó là mình thay cái khóa đi không nhé, thay cái khóa đi. À, form của nó sẽ như vậy. Form này cũng là form dáng nhỏ nhé, 1m6 1m65 thôi, 1m6 1m65, và đai của nó là đai bo chun, đai bo chun, và có túi nhét tay cũng này, túi nhét tay. Đó, form 1m6 1m65 ha, 1m6 1m65. Đây là sau này, sau như vậy ha, 1m6 1m65 con nhá, 1m6 1m65, đai bo chun. Áo này cực kỳ đẹp luôn con nhá, đẹp độc lạ luôn. À, chất da xịn cực kỳ con nhá. Đây, tay thì sẽ là tay cúc bấm và có hai nấc. À, form dành cho người gầy con nhá, người gầy, người nhỏ, 1m6 1m65. Đây con này, đó, đẹp lắm đâu nha. Giá là 485 và trừ 50.000 đâu nha, giảm 50k. D206 nhá, D206, tay 60, vai 47 và lưng 60. Áo này chỉ có 50 đến 55 cân thôi nhá. Bác phải lưu ý phần chiều cao cân nặng để tránh mình mặc bị chật, bị lợm ha.
Đây, tiếp tục một em áo này. Áo này cũng rất là chất luôn ha. Chất dày dạng xịn này, form mềm. Form mềm, dòng manto có dây rút eo. Có dây rút eo bên trong ha, form da mềm lắm. Áo này da mềm thôi nha. Mặc cực kỳ thích luôn, thoải mái này. Đó. Dòng vừa khóa vừa cúc cài cũng nhá, vừa khóa vừa cúc cài. Và sẽ có túi ở hai bên. Đây. Có túi nắp hộp ở hai bên, form mềm nhá. Form da mềm. Đây có thấy không? Da nó mềm lắm. Mặc cực kỳ thích luôn. Cổ bẻ không nhá, cổ bẻ form 1m7 trở lên, 1m7 trở lên. Dòng này thì sẽ là phù hợp với mùa đông hơn. Còn mùa hè thì mình sẽ mặc với gọi là mặc áo không thôi. Còn mùa đông thì mình sẽ mặc kèm một áo ở bên trong nữa. Ví dụ mình mặc một cái áo khoác ở bên trong. Và cái áo này thì sẽ choàng ở bên ngoài, có túi trong. Và bên trong lót thì sẽ có họa tiết cô nhá. Dòng manto có dây rút eo, da mềm. Áo này là áo da mềm ha. Form là form size M đúng không này? Áo này chỉ có size M thôi. D103 nhá. Và áo này thì nó bị hư khóa rồi. Thì bác chỉ cần xài cúc thôi. Hoặc là mình thích thì mình có thể là thay khóa cũng được. D103, tay 57, lưng 76 và vai 50, 80 đến 85 cân. Form này thì thực sự là nói chung là form nó như kiểu là dáng dài, chắn gió tránh rét thì 70 đến 85 cân đều được ha. 70 đến 85 cân, 385. Ở cuối video thì sẽ lên cho một áo màu nâu đen. Nâu đen, dòng vest không nhá, dòng vest. Và sẽ có túi nắp hộp hai bên, dòng cài ba cúc. Áo này đẹp mới xịn này các này. Da bóng các bác nhá. Đây có thấy không? Áo này mà da bóng đẹp mới thì nó sẽ rất là hiện rõ trên video luôn. Bóng xịn, tay là tay suông nhá, tay suông nhưng mà màu nâu đen dòng cài ba cúc. Đấy, mặc mấy áo này đi đám cưới sự kiện này. Đấy, phối với áo sơ mi ha, phối với áo sơ mi. Form 1m7 trở lên, 1m65 thì phải là người đô ha, 1m65 thì phải là người đô, còn không thì sẽ là 1m7 trở lên. Đó. Tay của nó thì sẽ là tay dài đúng nhá, đây có thấy không ạ? Em 1m65 thì nó sẽ qua mu bàn tay luôn. Đó, qua cái mu bàn tay như vậy con này, đó. Cái tay của nó là tay dài đúng nhá, tay dài. Đây, còn siêu mới luôn, cái phần tay nó không bị chóc ghe, chóc quẩy gì luôn ha. Bên trong lót quẩy dù như vậy. Đó. Áo mới đẹp nhưng mà giá cũng rất là bình dân thôi các bác nha. Đó, bên trong lót vải dù và còn siêu mới luôn. Đây, áo này có mã là D1183, tay 64, vai 49 và lưng 73, 70-75 cân. Đó, 110 này, ở đây có 110. Đây, ở đây thì nó sẽ có một cái miếng da của cái thương hiệu này. Đó, đây, các bác cào ra thì các bác sẽ thấy cái thớ da đây ha. Đó, thấy cái thớ da đây không ha, thớ da của áo nhá. Bên trong lót vải dùi và có túi trong. Hàng da VU thì không bao giờ nó sẽ có cái này đâu nhá, không bao giờ có cái này. Đó, có lưu ý cho em ha. Và áo này cũng là áo cuối cùng trong video ngày hôm nay rồi. Bác nào mà mình mua hàng trong hôm nay thì sẽ được một cái giá rất là hời nhá. Tại vì lâu lâu thì em sẽ có một đợt là sale giá rẻ. Bác nào mà mình chưa mua được áo da nào hoặc chưa săn được thì các bác tranh thủ mình chốt nhá. Lưu ý phần chiều cao cân nặng và nhất là cái phần vai với em nhé. Phần vai chứ không phải là bác nào mình cứ thấy đẹp là mình chốt là mình mặc mua về là mình mặc không được ha. Vậy em cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video sau.